Xin chào các bạn, hôm nay mình có một số phụ kiện đồ câu mình muốn giới thiệu đến các bạn. Phí ship một đơn là 30k, mình có ship code toàn quốc nha. Sau đây là mình xin giới thiệu đơn số 1 nha các bạn. Mẻ số 1 này. Mẻ số 1 là mình có một số phao này nha. Phao linh tinh nha. Phao này là phao ISO này nha các bạn. Này là phao một quẻ phao câu mè này. Phao này nha các bạn. Một số phao. Cái này thì để sử dụng này, cái này cũng sử dụng này. Ba cái nhé các bạn, bốn cái này, cái này hình như mới này. Cái phao này cũng như còn mới này. Năm cái này. Sáu cái. Này là câu ISO nha các bạn, phao rất là đẹp luôn. Cái này cũng còn mới này. Bảy cái. Tám nha các bạn. Cái này là chín. Còn cái này nữa, 10. 10 món như thế này nha. Cái này là mẻ số 1 này nhé các bạn. Mẻ số 1 phao ISO và phao cái mè này, có quẻ này. Mẻ số 1 này có giá là 120k nha. Mẻ số 1 nha, toàn bộ này nha. Đó. Mẻ số 1 120k, mình để dưới này nha. Có 10 món mình có giới thiệu qua đó. Tiếp theo là mẻ số 2. Mẻ số 2 này là một ống cần này nha các bạn, một cái cần ở trong mấy cái phao nha. Cái này là cái phao này, có nếp này. Phế đế thì nó bị bở nha các bạn, nó bị đó. Bên trong này nha. Nếp vào. Phao này phao Nhật nha, rất là đẹp luôn. Này có 5 cây nha. Này là một cây gỗ này, đó, có một cái móc hollin. Cái này là gỗ này nha các bạn, thấy nó bằng gỗ này. Đó. Ở trên thì bằng nhựa này nha. Màu này rất là đẹp luôn. Một cái nha. Năm cái này. Màu này cũng khá là đẹp này. Đó. Năm cây phao này nha các bạn. Này. Cái số 2. Số 2 này có giá là 120k nha. Số 2 120k. Số 2 nha. Bộ phao này là 120k, số 2. Tiếp theo là số 3. Số 3 thì mình có một số phụ kiện lưới nha. Cái này là lăng xê này nha các bạn. Lăng xê. Lăng xê này là một vật, này là hai cái này. Hai cái lăng xê này. Mở ra xem thử nha. Lăng xê này thiết kế cũng khá là lạ nha. Này nè, cái bịch này thì sẽ sẵn rồi. Thiết kế của lăng xê này cũng khá là lạ nha. Vòng xoắn này, đó. Bên Nhật này nha. Lưỡi này là lưỡi, nó có đè lưỡi này nha các bạn. Gamakatsu, lưỡi xịn nha. Lưỡi khá là xịn nè. Một cái lăng xê này hình như là 6-7 lưỡi gì nha. 6-7-8 lưỡi gì nè. Thấy cũng khá nhiều nè. 6 cái lưỡi đi. Đó. Này là hai cái nè. 4 cái lăng xê này nha các bạn. Và một số thẻo nha, thẻo này là thẻo câu biển này. Theo trục dài nha. Thẻo này là dài 8 m này. 8 m, 10 m này. Lưỡi của nó là màu tím này nha các bạn. Lưỡi màu tím. Hai lưỡi màu tím này. Cái này là dài 46 này, 8 m này, 10 m. 8 m. Là gồm 1 2 3 4 5 6 món nha. 6 món như thế này. 6 món này thì mình bán với giá là 150k nha. Mẻ số 3. Mẻ số 3 là 150k. Mua 6 món nha. Đó. 150k mẻ số 3, khá là đẹp luôn. Tiếp theo là mẻ số 4. Mẻ số 4 này thì mình có hai món này nha các bạn. Màu giả này, mình bỏ chung đi luôn nha. Hai món này.
này là mồi mồi câu câu biển nha, mấy cái mồi rẻ này, mồi con vật gì nè, đó giống như con giun nha, có một cái đuôi nữa này, không biết con gì. Này, như thế này nha, rất là mềm nha. Bịch này nha các bạn. Đó. Hộp này này thì mồi. Đó. Cái này thì hộp đựng mồi rẻ luôn nhé các bạn. Ở trong thì nó có này, con cá này nha. Có con cá loại này 1 này. 2 3 này nha. 2 3 lưỡi nhiều quá. 4 5 nha. Con này nữa này, con này là con gì này? Đó. 2 4 5 6 con nha. Cái này là khay đựng này. Thế thì mình tháo mấy cái này mình bỏ qua mình đựng nha. Đó cho nó gọn. Mồi câu biển. Đó, hộp này rất là chắc chắn nha. Hộp là hộp Olympic. Đó, nó có hai mặt nha. Đó, bên dưới này là cũng một số màu rẻ này. 2 4 6 7 con, bên kia 6 con, bên này 7 con nha. Lưỡi này, đó. Hộp chia này, bấm này này. Rất là dày nha, rất là chắc chắn. Bộ số 4 nha các bạn. Số 4 này mình có giá là 500k. Số 4 500k, hai món này luôn nha. Mồi mình đi cho đi chung luôn. Số 4 500k. Tiếp theo là con, tiếp theo là mẹ số 5 nha. Mẹ số 5 thì cuộn cước này nha các bạn. Cuộn cước này là Shimano 300m. Cái này hình như là có dùng rồi nha. Này dùng một số ở ngồi nè. 300m. Cước này là 7 chấm. 7 chấm thấy nó còn khá nhỏ nha. Này chắc tầm 5 chấm rồi nha. 0.45 này. Tại Shimano này. Tải được là 16,8 kg. Màu vàng. Cuộn này chắc còn 250m nha. Đó. Ở trong thấy còn mới nha. Nó chỉ sử dụng bên ngoài. Cuộn số 5 nha các bạn. Mẹ số 5. Số 5 này có giá là 100k. Số 5 100k. Tiếp theo là số 6. Số 6 thì mình có một cái cối Ben nha. Một con cối Ben. Ben 8500 SS nha. Ai mà có con máy Ben 8500 SS thì mình mua cái này mà về mình làm hai cối mình dùng nha. Một cối là dây BE, một cối dây cước mình chơi. Cối này thì nó có sẵn là dây này nha, dây xịn luôn nha. Đó, dây xịn luôn. Full nha, ở trong này là mình thấy full luôn nè, full dây nè. Khá là nhiều nè. Dây rất là mới nha, đó, dây mới đẹp luôn nè. Cối này cũng rất là mới đẹp đó. Cái này ta, mẹ số 6. Số 6 này mình đỡ với giá là 700k nha. Khá là rẻ nha. Tìm một cái cối này là rất là mắc rồi nè. Đỡ luôn dây BE nè. Số 6 700k. Bên này là bên 8500 nha. Ai có bên 8500 thì mình mua đó. Bên 8500. Tiếp theo là mẹ số 7. Số 7 thì mình có một cuộn dây dù nha. Dây này thì cuộn này chắc tầm 100-150m nha. Cái này thì đã sử dụng rồi, mình thấy vẫn còn sẽ tốt này. Đó. Màu là màu xanh rêu. Này cuộn như thế này nha. Này câu biển, câu mấy câu biển. Câu cá lớn, câu cá chim luôn này. Sử dụng này. Rất là mịn nha, rất là chắc luôn. Rồi, số 7 này có giá là 200k. Số 7 200k. Tiếp theo là mẹ số 8. Số 8 này thì mình có một số lưỡi nha. Số phụ kiện lưỡi này. G1. Số 8 này thì mình có lưỡi này nha, đó. Lưỡi ké gì này? Ké bên Nhật này, rất là nhiều loại nha. Này mình câu biển nha, cái này là gọi là thẻo này. Thẻo hai tầng, một tầng là hai lưỡi, một tầng hai lưỡi này, hai tầng là bốn lưỡi này, này có hai thẻo. Đó, một số lưỡi này đó. 1 2 3 4 5. Bịch này thì bịch gamma cao su nha, lưỡi xịn. Này là thẻo này. Thẻo hai lưỡi gamma cao su. Số lưỡi này nữa nha. Đó. Có link khó rồi nha. Bộ số 8 này có giá là 150k.
số 8 150k. Năm món này nha. Tiếp theo là số 9. Số 9 thì mình có một cái bao nha các bạn. Một cái bao Nhật này. Đó. Bao này này, rất là đẹp nha. Bao này là bao chống sóc cần nha các bạn. Nó có một cái lớp nhựa ở trong nha, đó. Đó. Bảo vệ cần nha, rất là chắc chắn luôn. Đó, nhựa dẻo nha. Bảo vệ ve đập này, đó. Bên trong này. Bao này cũng khá là mới nha, đó. Dây cầm. Japan GB 31. Japan 310 tên của nó này. Excellent này. Bao này nha, khá là đẹp luôn, đó. Số 9. Số 9 này cả giá là 500k. Số 9 500k, số 9 nha, 500k. Tiếp theo là số 10. Số 10 thì mình có một cái vợt nhé các bạn. Một cái cán vợt và một cái vợt cán chung luôn nha. Cái này gọi là bộ vợt nha. Đó. Bộ vợt này thì bằng chất liệu của nó là bằng inox nha. Thấy nó bằng inox à. Cái này thì đó mình kéo ra này, đó. Dạ 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 chút này nha các bạn. Cái này dài chắc tầm 1m9 2m nha. Đó. Mình kéo ra mình thu gọn này. Mình thu gọn thì tầm 2 4 6. Thu gọn là 1m nha các bạn. Cái này thì kéo ra thì tầm 1m9. 1m9 2m nha. Màu rất là đẹp nha. Đó, rất là chắc chắn luôn. Để này, để ngắn là đó. Mình dùng 1m. Thì mình vặn cái này ra, mình kéo ra 2m. Mét rưỡi cũng được, đó. Dùng đó, dùng bao nhiêu thì mình kéo bao nhiêu. Tay cầm thì có tay cầm, cái này thì bên người ta quấn chỉ nha. Quấn chỉ kèm cho khỏi trơn này đó. Đế này nha, có vặn luôn này. Nước có vô thì mình có thể đó vặn ra. Rồi. Giật này nha các bạn. Đó, giật này là giật ship bên Nhật luôn nha. Đó, lưới Nhật luôn này. Việt Nam thì không có cái này đâu. Tại cái này nó rất là nhỏ này. Cái vợt này nè. Việt Nam chỉ có đồ mới nha. Đồ mới vợt to này, đó. Rất là gọn nha, đó. Vợt này thì rộng là 2 gam nha các bạn. 2 gang tay này. Lưới này nha, đó. Cái này thì mình gắn nè. Đó, mình xoay vào. Rồi, giật này nha các bạn. Thu rất là gọn nha. Đó, thu gọn này. Thu rất là gọn. Cây của nó này, thu gọn 1m nha. Bộ số 10, số 10 là giật này có giá là 500k nha. Số 10, 500k. Số 10, 500k. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình hoặc là để lại dưới bình luận mã sản phẩm nha các bạn, kèm số điện thoại, mình sẽ liên hệ lại. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.